Chu Du khắp miền xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay Chu Du khắp miền đang ở khu vực bãi biển Cổ Thạch thuộc khu du lịch Cổ Thạch, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay là ngày trong tuần thôi, nhưng mà bà con khách du lịch người ta đến đây cũng đông ha. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2024. Biển hôm nay rất êm, không có gió luôn. Rất là thích hợp để bà con mình tắm biển ha. Bên đây thì có mấy khách sạn nè. Khách sạn Hoàng Phúc nè, nhà nghỉ Minh Hà nè. Đó, rồi nhà nghỉ Trương Thịnh nè. Trên đây bà con cũng phục vụ hải sản, khách du lịch đến đây luôn. Bàn ghế người ta để sẵn trên đó. Vừa ăn hải sản vừa ngắm cảnh ha. Ngắm biển luôn. Ở bên đây cô chú mình tắm đông lắm. Quay lại không khí ở đây để cho cô chú anh chị mình có cái nhìn. Biết đâu gia đình mình có kế hoạch đến đây. Đến đây mà có không khí đông người thì nó cũng vui ha cô chú ha. Đó, những cái tảng đá lô nhô bên đây. Mỗi lần đến đây thì bà con mình rất thích rảo bước xung quanh cái khu vực này nè. Để tìm mấy cái sinh vật biển đó, nó bám vào trong những cái tảng đá. Cảm giác thích thú đó. Thì cái khu vực này cũng là cái nơi mà vào mùa rêu á, rêu nó hay mọc lắm. Các anh chị phượt thủ, cô chú ở xa cũng thường hay tìm đến đây để canh cái thời gian mà khi mà mặt trời nó lên đó, rồi tìm kiếm những bức ảnh phải nói đẹp lắm ha cô chú ha. Nếu mà cô chú nào mà lên trên mạng á, các cái trang mạng mình search khu bãi rêu Cổ Thạch nó sẽ lên rất nhiều ha. Bà con mình du lịch đến đây tắm biển, thích tò mò khám phá xung quanh đây lắm. Chụp ảnh check in. Họ đi qua bên kia nữa thì có cái bãi đá bảy màu. Với những cái màu sắc khác nhau. Bên đây cũng có đá nữa, nhưng mà ở đây là nó rải rác đâu đó lởm chởm một vài nơi thôi, nhưng mà còn bên kia là cả đống luôn ha cô chú ha, nguyên một đống sỏi luôn, giống như là một bờ luôn, một bờ trắng luôn á. Đó, hai anh chị mình cũng đang nghịch biển ha. Chiều chiều á, hay là những cái buổi sáng, nói chung bảo thời gian nào cũng được hết đấy. Đi trên các bờ biển cảm giác nó sảng khoái thư thái đó. Đặc biệt ở bãi biển này thì nó có những cái riêng như là những cái tảng đá hả, rồi cái bãi đá bãi sỏi nè, thúng thuyền ở đâu đó lâu lâu cái mình bắt gặp bà con ngư dân đánh bắt hải sản lên bờ đó. Bên kia cũng có nhiều anh chị mình quay phim rồi cũng có tấm bên đó đông lắm. Nói chung chiều chiều bà con mình xuống đây ha, mà tụi nhỏ nghĩ chắc là chủ yếu là khách du lịch. Ở bên đó có quán bán di động ha, cái chiều á dọn bàn ghế ra bán những cái món ăn vặt các cô chú. Đó, cả hai chị
chụp ảnh bên kia mới đi qua. Xong chưa? Lúc nãy đi vào là tụi nhỏ đã gặp rồi, hai chị này chung chụp ảnh xưa xưa. Ông anh này phải nói xưa xưa lắm nè, quay phim từ lúc sớm giờ. Nói anh này anh cũng nói ghê lắm, tụi nhỏ thấy anh nói vậy. Nói chung ông anh này nhập tâm lắm cô chú. Biển, cổ thạch, đá nè, sỏi nè, đẫm luôn hả cô chú ha. À, một lát leo lên cái này mà leo lên trên kia là cũng hơi căng á. Leo lên cái sỏi nó chài chài xuống nè, cao, ngó gì cao lắm cô chú. Sóng êm, gió lặng. Bây giờ chắc khoảng 17:35. Trời cũng sắp tối rồi. Đó, bên khu vực này cũng có nhiều cô chú anh chị đang tắm ha. Ở bên kia cũng có kìa. Mới xuống hay sao á? Tại vì lúc ban đầu nhỏ xuống đây thấy cũng lưa thưa một vài anh chị thôi. Rồi, cách xin phép dừng lại tại đây luôn ha cô chú ha. Đó, trên kia là quán xá người ta buôn bán ha, còn bên kia là bà con mấy anh chị mình đang ngồi bên đó tắm biển mình đó. Đó, trước đây là cũng có anh chị mình tắm này. Đó, thì cũng xin phép dừng lại ha, bye bye và hẹn gặp lại nha.